Chiều ngày 24 tháng 10, nguồn tin trong ngành tiết lộ với JTBC News, Jisoo và An Bo Hyun dần dần xa cách nhau vì lịch trình bận rộn. Hai người mới chia tay gần đây, hiện quay lại mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chỉ vài phút sau khi thông này gây xôn xao, công ty quản lý của Blackpink, Eagle Entertainment, chính thức xác nhận đúng là Jisoo và An Bo Hyun đã chia tay. Chỉ cả nhóm Blackpink và nam diễn viên An Bo Hyun công khai quan hệ yêu đương từ ngày 3 tháng 8, sau khi hãng tin Dispatch tung bằng chứng cả hai đang hẹn hò. Thời điểm đó, IG cũng ngay lập tức xác nhận tin tức. Theo Dispatch, nếu không có lịch trình bên ngoài, Jisoo thường xuyên ở nhà. Cặp đôi sẽ hẹn hò nhau tại một căn hộ ở Jongsan. Nam diễn viên sinh năm 1988 tự lái xe đến nhà Jisoo để gặp gỡ bạn gái. Jongsan là khu phức hợp dân cư mà Jisoo đang ở. Vào tháng 7 vừa qua, An Bo Hyun bận rộn với lịch trình quay phim See You In Me 19TH Life và Busan Boys, Sydney bao nhưng vẫn ghé đến Jongsan như một thói quen. Dispatch khẳng định An Bo Hyun chăm sóc cho bạn gái chu đáo, sẽ dành thời gian hẹn hò với Jisoo ngay khi hoàn công việc. Khi Jisoo bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, An Bo Hyun đã điều phối lịch trình để phù hợp với nữ thần tượng sinh năm 1995. Tuy nhiên, trong suốt gần 3 tháng là người yêu công khai của nhau, cặp đôi dường như không thể hiện tình cảm thông qua mạng xã hội hay tiếp xúc bên ngoài. Sau khi truyền thông và công ty chủ quản lên tiếng về việc cặp đôi đã chia tay với lý do lịch trình bận rộn, nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối cho chuyện tình này. Chuyện gì vậy nhỉ? Họ chỉ mới công khai vào tháng 8. Thật không thể tin được mà. Lại lịch trình bận rộn à? Lý do này thật giống với văn chia tay của các idol kpop khác. Tiếc nhỉ, tôi thấy cả hai cũng khá đẹp đôi nhưng dù sao chia tay để tập trung cho sự nghiệp cũng tốt. Sau chia tay, cả hai dự kiến sẽ bận rộn với dự án phim mới. An Bo Hyun tất bật với hai tác phẩm sắp lên sóng là Noriang, Sea of hai O'Clock trong khi Jisoo đang cân nhắc một số kịch bản như Influenza và Toàn trí độc giả. Fan cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình chóng vánh của Jisoo và An Bo Hyun, nhưng kịp vui ngoai và đẩy thuyền Jisoo cho bến đỗ Jung Hae In. Cả hai vốn được khán giả yêu mến nhờ phản ứng hóa học tốt và sự thân thiết từ trên phim trường Snowdrop đến cuộc sống thường ngày. Jisoo lộ tin hẹn hò khiến thuyền Hasu tạm chìm vào vài tháng trước và giờ đây, Fan đã có cơ hội căng bùm lại, nuôi hy vọng cặp đôi này sẽ phim giả tình thật.